Đây là cái video đầu tiên trong số những video sau này của mình. Nội dung của nó thì sẽ nghiêng về đập hộp những món đồ công nghệ. Thì vì là video đầu tiên cho nên là sẽ có rất là nhiều những cái sai sót. Thì rất mong các bạn góp ý gì thì cứ comment cho mình để mà mình sẽ hoàn thiện hơn trong những video tiếp theo. Thì ngày hôm nay mình sẽ đập hộp một món đồ. Nó có tên là gì? Thì mời các bạn nha. Đây là một cái màn hình, nó gọi là Ninja File, hoặc các bạn cũng có thể gọi là Ninja V. Đây là cái sản phẩm mới nhất của Atomos. Ở phía sau này nó có những cái thông số, các bạn có thể thấy ha. Nó hỗ trợ record lên tới 4K 60 frame thông qua cái HDMI. Bây giờ mình sẽ khui ra. Ui, khui ra thế nào nhỉ? Wow, một cái hộp rất là chắc chắn, cứng cáp. Ở đây nó có cái chỗ nút mở, nhìn rất là tinh tế, rất là đẹp. Ok, bắt đầu mở hộp nha. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Wow, rất là đẹp, nhẹ. Và cầm cái cảm giác cũng rất là vừa tay. Thì mình nghĩ nó rất là thích hợp với những cái dòng máy mirrorless. Nó có những cái nút power. Đây, tắt bật. Đây nó có mấy cái đường mic. Bên này nó có cái cổng HDMI in và out. Đây là cái cuốn sách hướng dẫn ha. Vui tiếp coi trong này có cái gì. Cái này là cái gì nhỉ? Cái này là một cái dây nguồn ha. Rồi, tiếp tục. Ngoài ra thì nó còn cho những cái chấu điện như thế này. Wow, cũng hơi bị nhiều đó. Cho mình tới 4 chấu lận. Mình nghĩ ở đây thì mình chỉ xài hai cái chấu này thôi. Vì Việt Nam mình xài cái chấu tròn với cái chấu này ha. Rồi. Ok. Đây là một cái khay đựng ổ cứng. Còn có cái gì nữa không? À, đây là một cái adapter để mà nối cái dây nguồn vào ha. Bây giờ mình sẽ lột cái lớp bảo vệ màn hình này ra nha. Wow, nghe cái tiếng rít của nó thiệt là đã. Wow, rất là đẹp. So sánh thử nó với lại cái màn hình Smart HD như thế nào nha. Thoạt nhìn ở bên ngoài thì hai cái màn hình này nó khá là giống nhau, kích cỡ cũng tương đối bằng nhau. Cái con Smart HD nó nhỏ hơn chút xíu. Độ dày thì con Atomos này nó dày hơn. Thì mình nghĩ cũng dễ hiểu thôi tại sao nó dày hơn. Tại vì con Atomos này nó tích hợp rất nhiều công nghệ, bởi vì là nó là một cái đầu ghi luôn. Còn con Smart D thì nó chỉ đơn giản là cái màn hình thôi. Về những cái nút ở bên ngoài cái màn hình thì Smart D nó chỉ có một cái nút nguồn thôi. Còn đối với Ninja Fire thì nó có cả những cái cổng như là mic nè, rồi tai nghe nè, để mà mình kiểm tra được âm thanh ha. Một cái điểm giống nhau của hai cái này đó là cả hai đều không có cái cổng SDI, chỉ có cái cổng HDMI thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn ổ cứng và pin vào để mà mình quay test thử nha. Ninja Fire này nó rất là thích hợp với những dòng máy mirrorless. Thì hiện tại mình cũng đang xài một cái mirrorless của Canon, đó là con EOS R. Thì bây giờ mình sẽ xài EOS R đó để mà mình test quay một số cái đoạn cho các bạn xem nha. Ok, pam. Rồi, đây, ở đây mình có con EOS R. Bây giờ mình sẽ test thử nha. Rồi, gắn lên. Ok, bắt đầu. Vậy là mình vừa có một sự trải nghiệm tuy rất là ngắn nhưng mà rất là thú vị. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến DOF Zone đã cho mình cơ hội được hand on cũng như là review chiếc monitor Ninja Fire này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip của mình và hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ cũng như là hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Bye bye.